ngày 22 tháng 6, một cuộc kiểm tra hành chính được thực hiện tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tú. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng vẫn không thể tiếp cận vào trong khu nhà xưởng do bị khóa cháy. Đến khi có mặt tại hiện trường, đại diện cơ sở sản xuất lại muốn mời riêng lãnh đạo quản lý thị trường địa bàn lên xe để nói chuyện riêng. Bên ngoài thì đều có camera quan sát. Thế như vậy rằng là những người ở trong xưởng này đang hoạt động bình thường và khi thấy lực lượng kiểm tra là cố tình đóng cửa, không phối hợp, hợp tác với cơ quan kiểm tra. Thời điểm kiểm tra không có chủ cơ sở, đại diện công ty không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Bên trong nhà xưởng khép kín, có nhiều thiết bị, máy móc. Hàng trăm kg nguyên liệu các loại và nhiều sản phẩm mỹ phẩm đã dán nhãn. Cái này em mới làm à? Cái việc này em mới làm vừa nãy đúng không? Cái ban đầu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật bởi vì cơ sở đã không có các cái giấy chứng nhận đăng ký, không có bất cứ một cái thủ tục giấy tờ cần thiết nào để được sản xuất các dược phẩm thuốc uống cũng như là thực phẩm chức năng theo đúng như trên bao bì mà các phóng viên đã quay. Theo thống kê từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 4 năm 2018, cơ quan này đã xử phạt vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm gần 1 tỷ đồng. Danh tính hàng chục công ty đã được nêu, trong đó có 6 vụ đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Thế là cái gì hả bác? Mới đây, vụ việc sản phẩm hỗ trợ ung thư Vinaca làm từ than tre được phát hiện. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, hệ thống phân phối của Vinaca đã vươn vòi bạch tuộc ra hơn 20 tỉnh thành phố trên cả nước. Chúng tôi phải làm điều tra triệt để và cũng qua cái việc điều tra này thì chúng tôi phát hiện những cái sơ hở trong việc quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này để tham mưu với các cơ quan chức năng để chấn chỉnh củng cố lại, không để cái tình trạng phức tạp như hiện nay. Thương hiệu Vinaca trước đó lại được chính Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam vinh danh. Không có gì làm không cho nhau cả. Giấu rất nhiều, nhưng mà có một nơi khác, hiệp hội thông có chính danh. Vậy thì cái trách nhiệm quản lý của mình ở đâu khi mà... Rồi, quản lý thì hỏi nhà nước. Nhà nước có cho như thế này. Tôi thì phải xin phép chứ, ở dưới đó họ không phải xin phép à. Hỏi nhà nước lên hỏi thì... Câu trả lời của vị chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả đã làm rõ hai vấn đề. Các doanh nghiệp muốn được tôn vinh sẽ mất tiền. Và việc quản lý ma trận chất lượng các sản phẩm, hãy đi mà hỏi cơ quan quản lý nhà nước.